Thảo ơi, Cam ơi, chị có con này cho hai em xem đây này. Các em lại nhìn thấy con rết thật bao giờ chưa? À chưa à, đây này, chị cho xem này. Vừa nãy chị bắt được con rết này ngoài ngõ đấy. Con rết này nó cắn đấy. Thế à? Em Cam của con rết này nó cắn đấy các bạn ơi. Đấy nhá, bây giờ mình thử đổ con rết này ra nhá. Đây là rết con đấy, nhưng mà không biết là rết mẹ đi đâu ấy. Đấy, ui, nó bò nhanh chưa này. Con này nó nhỏ nhìn như con cuốn chiếu ấy nhỉ. Con rết khổng lồ, con rết mẹ hay sao ấy này. Hả? Ui đấy, con rết con nó đang bò theo con rết mẹ này. Ui ôi, chàng ơi, sao nhà cậu lại có cái con gì nó to thế này, ôi cả một con rết con nữa này. Ờ, đây con rết con đấy cậu ơi, tớ vừa bắt được ông. Bắt. Ui, em Cam. Em Cam giẫm con rết à? Ui, thử bỏ ra xem là bạn rết con bạn đi. Ui rồi ôi, ôi dậy rồi đây này, bạn ấy đau rồi đây này, không được giẫm mạnh như thế nhá. Nhiều á. Ui em Cam ơi. Ui, con rết này nó chạy được này. Ui em Cam ơi, con rết mẹ nó cắn con kìa, em kìa. Ui ui. Ui em Cam không sợ à? Ui nó đuổi kìa. Ui nó cũng bò bò này này. Ui nó. Ui kìa, nó... em Thảo. Ui nó xoay vòng được kìa. Ui con này nó còn biết xoay vòng cơ ấy. Ui nó bò đến chỗ cậu kìa. Ui. Ui. Tại cậu vừa. Ui Cam ơi, nó đang tìm em đấy, bởi vì em dẫm vào con rết con rồi. Ừ, con rết này nó đang đi tìm em Cam đây này. Em Cam trốn đâu mất rồi. Ui. Ui, em Cam mình bắt được con rết rồi này. Ui, con rết vừa nãy nó đuổi theo em Cam, xong bây giờ em Cam bắt được con rết rồi à? Ui, cho anh xem nào. Ui, đây là một con rết khổng lồ đấy. Nó có nhiều chân chưa này. Ui dồi ôi, thế mà em Cam em bắt được nó cơ mà. Ái chà, nó còn uốn éo được này. Ui thế. Ờ. Ui, gãy người con rết đấy. Vừa nãy em đã dẫm vào con rết nhỏ rồi, chẳng lẽ bây giờ em lại đi dẫm nó con rết to à? Ui con rết này chơi cũng đẹp đấy, nhưng mà con rết này bình thường nó có độc lắm đấy, không hiểu tại sao hôm nay em Cam em lại bắt được nhỉ. Ờ. Ui em Cam em không sợ rết nha mọi người ơi. Thảo ui đấy, chị Thảo còn sợ rết con này, nó cắn cho đấy. Ui trời ơi. Thôi bây giờ con rết này đưa đây cho anh, để anh thả nó đi. Không à, mai sao à. Nó có hai cái răng đây này, mới cả hai cái râu đây này các bạn ơi. Đấy, nó còn uốn éo được nhá. Bây giờ Cam ơi, bây giờ em thả con rết xuống đây đi. Để cho con rết nó đi đi. Để cho nó đi đi nhá. Mình đi về thôi. Nhanh lên. Các em ơi đi về thôi.